Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang đón xem kênh 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thành tích của Big 3 năm 2021 có gì? SM bùng nổ với ASPA và NCT. Năm 2021 sắp kết thúc với nhiều thành tích vô tiền khoáng hậu của những thần tượng K-pop. Các nghệ sĩ trực thuộc ba công ty giải trí lớn nhất là SM, YG, JYP cũng có một năm hoạt động sôi nổi và gặt hái được nhiều thành tích. Nếu SM làm ăn ngon nghẻ nhờ ASPA và NCT, YG liên tục lên bìa tạp chí từ Idol đến Dancer thì JYP lại có nhiều bước thụt lùi bởi thành tích của gà nhà. SM bùng nổ với ASPA và NCT 2021 là một năm bội thu với SM Entertainment nhờ thành công rực rỡ của Aespa. Mặc dù mới debut hơn một năm nhưng nhóm nhạc nữ đã đạt nhiều thành tích khủng. Nhóm nhạc làm mưa làm gió trên các nền tảng với Next Level, Servet. Những vũ đạo của Next Level gây bão mạng xã hội với giai điệu bài hát gây nghiện. Servet thì đạt Perfect On Kin đưa Aespa thành nhóm nhạc gen 4 duy nhất làm được điều này ở hiện tại. Đáng nói là Aespa còn giành được những đê sang đầu tiên trong sự nghiệp như là sân khấu của năm tại Asia Artist Award 2021 bản thu âm của năm tại Melon Music Awards 2021. Không những thế Aespa còn có thế mạnh và nguồn tài nguyên lớn ở lĩnh vực thời trang khi mà liên tiếp bỏ túi danh xưng đại sứ thương hiệu nàng thơ của nhiều nhãn hàng. Ngoài Aespa thì nhóm nhạc nam NCT cũng hoạt động vô cùng năng nổ và phát triển vượt bậc. Trong năm 2021, các unit của NCT đều phát hành album mới và đạt rất nhiều thành công. Các album có lượng tiêu thụ cực khủng đạt đến con số triệu bản. Gần đây nhất, album Universe của NCT đã đạt đến con số hơn 1,7 triệu bản đặt trước, đưa nhóm trở thành những boy group đỉnh nhất năm 2021. Nghệ sĩ nhà YG lên bìa tạp chí liên miên Năm 2021, YG nhận được nhiều sự quan tâm nhờ những hoạt động năng nổ của các nghệ sĩ. Đơn cử là việc ra mắt sản phẩm solo đầu tay của hai thành viên nhóm Blackpink là Rose và Lisa. Vào tháng 3, thì Rose phát hành album a gồm hai bài hát là On The Ground và Gone không ngừng gây bão trên thị trường âm nhạc. Lisa thì cũng không kém cạnh cô bạn chung nhóm. Cô nàng gây chấn động làng nhạc khi phát hành album La Lisa hồi tháng 9. Ngoài màn solo của hai nữ idol, tháng 12, nhà YG còn cho ra mắt album solo của Mino Winner có tên là To Infinity. Không chỉ gây bão với sản phẩm âm nhạc, các nghệ sĩ thuộc YG Entertainment còn lên bìa tạp chí dần dần. Blackpink là một ví dụ điển hình khi xuất hiện thần thái trên các tạp chí thời trang hàng đầu như là W, Vogue Korea hay Harper's Bazaar. Ngoài các thành viên của Blackpink, rapper Mino cũng có mặt trên tạp chí W Korea, người mẫu Lee Seung -kyung góp mặt trên Harper's Bazaar Korea. Thậm chí dàn dancer cũng thi nhau lên tạp chí. Nhóm nhảy là YGX nhận được sự quan tâm của khán giả và nhanh chóng có mặt trên tạp chí L xứ Kim Chi. Hai chàng dancer là One Twins cùng nhau xuất hiện ở W Korea. Gà nhà JYP bước lùi Khác với YG và SM, năm 2021 dường như không mang lại may mắn cho nhà JYP. Nhiều người hâm mộ cho rằng công ty này đang có dấu hiệu tụt dốc trong năm nay. Hai nhóm nhạc nữ Twice và ITZY đang bị thụt lùi về thành tích. Mặc dù Twice đạt được nhiều thành công với hai album là Test of Love và Formula of Love O-T bằng trái tim, nhưng mà bài hát chủ đề Uncron Free và Scientist lại không được như kỳ vọng của khán giả. Các ca cá khúc trong album mới đều có lượt xem, lượt nghe lẹt đẹt và chỉ nằm ở top dưới, không lọt nổi top đầu của các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn. Không mấy khả quan hơn đàn chị, ít gì cũng chưa có sự đột phá, sản phẩm của các cô nàng này chưa đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, đặc biệt là scandal bắt nạt học đường của thành viên Lia khiến cho Easy đứng trước mũi rùi dư luận. Ngoài việc thành tích của các nhóm nữ suy giảm, nhóm nam cá kiếm của JYP là GOT7 cũng quyết định rất áo ra đi. Ban nhạc hàng đầu Day6 cũng có nhiều biến động, có thể sẽ không ký tiếp hợp đồng với công ty này. Năm 2021 chứng kiến nhiều biến động của Big 3 Kpop, người hâm mộ thì luôn mong chờ các nghệ sĩ của YG, SM và JYP sẽ có thêm nhiều hoạt động bùng nổ hơn nữa, đặc biệt là khi JYP và YG có kế hoạch debut nhóm nữ mới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24 h Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của KNEW 24 giờ nhé!